Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Tin chấn động liên quan đến việc Bộ Công an điều tra khẩn cấp nhiều nghi can sau khi nhà báo kiêm luật sư Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ bị cơ quan chức năng bắt tạm giam. Thưa quý vị, như quý vị đã biết trong thời gian vừa qua, đây là hai nhân vật mà khán giả khẳng định là đã có rất nhiều câu phát ngôn nhơ nhớp nên khiến cho cái drama này cũng mạnh lên thêm và nhơ nhớp hơn. Và chính vì những câu phát ngôn vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng của hai người đã học thuộc hết luật, nên hiện tại họ phải trả giá cho sự ngu ngơ quá kém suy nghĩ của mình trong nội bộ của phe đối lập. Khi nghe tên Hàn Ni và Trần Văn Sĩ bị cơ quan chức năng tóm giam, thì số đông người còn lại đã biểu lộ rõ sự bấn loạn tinh thần. Hàn Ni và Trần Văn Sĩ là hai đệ tử của Phó Tổng Đức Hẻn, dưới sự chỉ đạo của Đức Hẻn. Chứ đối với Đinh Tạc Thanh Trần, Trăng Trần Mắm Tôm, thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ không khác gì là ông bà cha mẹ, vì hai người này là chỗ dựa chắc chắn về mặt tinh thần và pháp luật của tất cả những người kia. Tính ra hai người bị tống cổ ra khỏi nơi công tác, nhưng trong cái drama này, họ cũng có uy quyền ghê gớm quá đó chứ. Giờ chúng ta thấy chuyện Hàn Ni và Trần Văn Sĩ lúc chưa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam. Lúc trước, mỗi lần hai người này lên mạng xã hội mổ xẻ phân tích để công kích Siêu Phương Hằng trong phần bình luận của khán giả vào xem. Gần hết là những câu bình luận đề cao bộ não thông minh và đạo đức của hai người. Đọc những câu bình luận ấy, hai người này nghĩ mình là thông minh tài ba thật nên ảo tưởng, từ chỗ quá ảo tưởng nên tỏ ra ngông cuồng vì nghĩ mình chính là vùng cấm. Giờ ngồi trong tù chẳng biết là hai người này có tự trách là bản thân mình sao lại quá ngu ngốc hay là trách cơ quan chức năng không được công tâm cho lắm. Lúc trước khi Siêu Phương Hằng bị bắt tạm giam, hai người này rất hồ hởi và tự thưởng cho mình chiến thắng bằng những điệu nhảy múa liên hoan, ăn mừng, rồi thường xuyên lên mạng xã hội châm chọc móc méo Siêu Phương Hằng. Những người yêu lẽ phải, nghe và đưa ra sự quả quyết chắc chắn là những người này sẽ bị sổ khám. Nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc bắt tạm giam Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, thực sự những người yêu lẽ phải khá ngỡ ngàng vì không ngờ họ lại bị bắt khá sớm. Về chuyện những người còn lại ở phe đối lập nói thẳng ra là còn rất nhiều, nhưng những gì thì cơ quan chức năng phải bắt theo trình tự và số người mà những người yêu lẽ phải đưa vào vòng có nguy cơ cao bị tóm. Tiếp theo đó là Phó Tổng Đức Hẻn Đinh Tặc, Trăng Mắm Ruốc, Hoàng Kim Jun, Thanh Trần Vi Oanh, còn lại số nghệ sĩ cứ lình xình chuyện số tiền kêu gọi quyên góp từ thiện. Khi cơ quan chức năng làm rõ chuyện sao kê, nghệ sĩ nào có ăn chặn thì sẽ tóm nghệ sĩ ấy. Chuyện nghệ sĩ ăn chặn số tiền từ thiện này bị tóm, khán giả nghĩ là chắc không ít đâu. Thưa quý vị, như chúng ta biết rằng cái drama đình đám và gây nhiều bức xúc trắng trợn này và câu hỏi rằng không biết cho đến bao giờ mới biến mất trên mạng xã hội Việt Nam. Bởi cơ quan nhà nước liên tục gia hạn tạm giam như thế làm sao mà hết được. Điều này chắc chắn là mỗi người đoán theo một quãng thời gian, theo suy nghĩ của riêng từng cá nhân. Chúng ta nhớ lại xem nó xảy ra cũng đã gần 2 năm rồi, mặc dù là có lúc nó cũng đã lên vài cái đỉnh điểm mà tất cả chúng ta cho là mấy cái đỉnh điểm cao nhất. Điển hình như cái ngày mà Siêu Phương Hằng bị bắt tạm giam, rồi lại 4 lần gia hạn tạm giam để điều tra thêm. Với số thời gian tạm giam này, tính ra nó cũng rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ thì khán giả cũng chỉ biết một chút xíu gì về tội trạng của Siêu Phương Hằng. Vì cơ quan chức năng chưa có công bố gì, giờ chúng ta nhắc lại chuyện ông thần y vô đạo đức Võ Hoàng Yên. Tên thần lừa này chỉ là một ông thầy lang. Nếu mà nói về tay nghề chữa bệnh thì ông này chỉ được xếp vào thứ hạng tệ nhất thế giới trong số những thầy lang hành nghề từ mấy ngàn năm nay. Ấy thế mà đùng một cái ông ta vỗ ngực xưng tên mình là thần y chữa được một số loại bệnh mà cả ngành y học hiện đại thế giới cũng phải bất lực. Cho dù các bác sĩ giỏi nhất hành tinh luôn chuyên tâm nghiên cứu phương án và thuốc để điều trị những căn bệnh này suốt hàng ngàn năm qua, cộng với cái danh xưng thần y là những lời lẽ ngọt ngào với nội dung như ăn chay không bao giờ đam mê sắc dục suốt đời, chuyên tu tập và dồn hết chất xám vào chuyện học trị bệnh, rồi mong có những khu đất rộng để trồng thuốc nam. Tất cả những chuyện này chủ yếu là để cứu người giúp đời, vì việc ông ta làm đều nhằm mục đích nhân đạo, và một chuyện quan trọng nhất đó chính là hoài bão, mong muốn có đất xây chùa để Phật tử có nơi thờ tự, kinh kệ và cầu nguyện với những điều tốt đẹp, mang toàn là ý nghĩa nhân văn cao cả mà ông ta luôn đem ra, để dù gì nên suốt 14 năm qua, ông đã lừa đảo tiền bạc của biết bao nhiêu người cả trong
và ngoài nước. Và cái mà ông ta đáng bị sỉ nhục nhất đó là lừa đảo tiền bạc của những người bị nghèo cho đến mức tan nhà nát cửa và rồi lừa cả các sư cô thầy chùa. Rồi giờ thì đến chuyện mấy mươi nghệ sĩ cùng tên nhà báo Bận Đức Hẻn, số người này đứng ra đưa tên tuổi của mình để kêu gọi quyên góp từ thiện. Có một số thì im lại hơn nửa năm trời, có một số thì chuyển số tiền đi lòng vòng một cách khó hiểu. Rồi có một số lại xóa clip kêu gọi vì sợ và có một số đông người tự nhiên nhảy vào drama, công kích Siêu Phương Hằng kịch liệt, công kích việc làm từ thiện, công an việc làm. Dàn dựng toàn là những lời bịa đặt vu khống, tất cả số người này công kích bà chủ Đại Nam Siêu Phương Hằng là để bênh vực những người xấu kia. Những điều còn khuất tất như trên chưa có chuyện nào rõ ràng thì liệu cái drama này có biến mất khỏi mạng xã hội trong thời gian vài tháng hoặc có thể là nhiều năm tới hay không? Thưa quý vị, xin nhắc lại vụ án drama đến nay đã gần một năm trôi qua, một năm đầy oan ức của bà chủ Đại Nam Siêu Phương Hằng. Qua những gì đã xảy ra trong vụ án cho ta thấy, bà Phương Hằng là người dám nói dám làm và dám chịu trách nhiệm cho cái quyết định của mình. Phải công tâm thừa nhận một điều rằng, bà Nguyễn Phương Hằng là chính nhân quân tử. Bà được ví như hai bà Trưng của thời nay, bà đã thay mặt người dân lên tiếng cho những bất công trong xã hội, nhất là lên án những kẻ ăn chặn tiền từ thiện của đám ca nghệ sĩ Bẩn, nhà báo Bẩn. Siêu Phương Hằng đối mặt tất cả. Ngày nay chúng ta đang đối diện với giặc trong nước và bà Phương Hằng đã gióng lên hồi chuông và để thức tỉnh người dân trong đất nước Việt Nam đang ngủ mê. Tin rúng động trước việc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh vây bắt với cánh đàn em được cho là của Thủ tướng khiến Bộ Công an phải vào cuộc điều tra gấp rút nhiều quan chức trong Bộ Chính trị ngay trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, có thể nói thời kỳ làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh của ông đương kim Thủ tướng là thời mà ông Chính có bước rẻ cho sự nghiệp chính trị quan trọng nhất. Được biết để triển khai các dự án kinh tế tầm cỡ như đặc khu kinh tế Vân Đồn, nó bắt nguồn từ chủ trương của Bộ Chính trị giao cho Chính phủ thi hành. Tuy nhiên thì dự án của Chính phủ thì giải pháp các tỉnh thành trên đất nước này, vì vậy Chính phủ cần phải giao nó cho chính quyền tỉnh thực hiện. Rất nhiều dự án có ý nghĩa về kinh tế trên khắp đất nước Việt Nam. Như dự án có ý nghĩa lớn về chính trị thì không dự án nào quan trọng bằng dự án ba đặc khu kinh tế. Trong ba đặc khu kinh tế mà chính phủ có ý định triển khai gồm Vân Đồn, Bắc Vân, Vân Phong và Phú Quốc thì Vân Đồn có ý nghĩa chiến lược hơn cả và chính phía Trung Quốc cùng bốn nắm khu này. Chính vì vậy đặc khu kinh tế Vân Đồn xúc tiến sớm nhất, sớm hơn dự luật đặc khu đến 7 năm. Và sau đó dù cho luật đặc khu có bị hoãn, khi dự án khu kinh tế Vân Đồn vẫn cứ xúc tiến mà không hề bị ngừng. Việc xúc tiến sớm ấy là bởi Nguyễn Tân Dũng đã ưu ái trao cho ông Chính thực hiện. Điều có một dự án mang ý nghĩa chính trị như thế, rơi vào tay một bí thư tỉnh là một cơ hội mà đúng hơn là Nguyễn Tân Dũng cho. Nhờ đó mà một ông bí thư tỉnh mới bắt được liên lạc với phía Trung ương làm việc cho dự án và từ đó hình thành mối quan hệ chính trị. Một ông quan đứng đầu tỉnh thường không được phép vượt bộ chính trị để kết nối với phía Trung Quốc. Nhưng trường hợp này thì ông Chính được toàn quyền một cơ may hiếm có cho ông Chính và là một ân nghĩa lớn của Nguyễn Tân Dũng đối với ông Chính. Và ông Chính kết nối chặt chẽ hơn phía Trung Quốc sau khi làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Cho đến nay, người dân Việt Nam chưa bao giờ hết nghi vấn dự luật đặc khu đe dọa chủ quyền đất nước. Điều đáng nói là vấn đề cho nước ngoài thuê đất 99 năm và luật đặc khu hiện nay chưa mới tạm hoãn chứ chưa phải là bị cấm. Quốc hội luôn gặp theo chủ trương của Bộ Chính trị mà qua vụ phản đối của toàn dân vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 và ngày 17 tháng 6 năm 2018 đã làm Bộ Chính trị e ngại. Và tạm dừng, tuy nhiên luật chỉ là vấn đề nhỏ, đất nước này thì chủ trương của Đảng mới là quan trọng, chứ luật thì không đóng vai trò quan trọng gì mấy. Luật pháp luôn đứng sau điều lệ Đảng, cần phải hiểu như thế. Giữa đây, khu kinh tế Vân Đồn đã xây dựng gần như hoàn chỉnh với dự án sân bay quốc tế tư nhân của Sun Group cũng đã mọc lên và đi vào hoạt động. Tuy nói là quốc tế nhưng các chuyến bay chủ yếu là kết nối Vân Đồn với Trung Quốc thôi, chứ không có kết nối với các quốc gia khác. Như vậy có thể nói sau khi dự luật đặc khu tạm tắt lại thì sự ảnh hưởng của phía Trung Quốc đối với Vân Đồn Quảng Ninh là tăng chứ không có giảm. Việc cho thuê đất 99 năm ấy có thể dùng chiêu khác, có thể ban đầu cho thuê 50 năm sau đó. Sự hợp đồng lên 99 năm thì đôi bên hài lòng. Vào cuối tháng 1 năm 2018, truyền thông trong nước đưa tin, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị,
trưởng ban tổ chức Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm tỉnh Quảng Đông. Đây được xem là sự kết nối, thắt chặt mối quan hệ giữa ông Chính với phía Trung Quốc, tạo nên thế lực lớn mạnh cho ông Chính hôm nay.